Nếu mày muốn trả thù, tao sẵn sàng. Bỏ anh ghét em lắm hả? Anh phải tự bỏ giang hồ nha. Mày cũng không hiểu được đâu. Anh đã hứa với chị mày rồi, anh không bao giờ về đâu. Lúc đầu mày hứa với tao như thế nào hả? Trong tất cả anh em, anh đi tin mình là sắm nghiệp với họ không? Sao? Giờ tao đủ tư cách để quản lý tụi mày chưa? Anh em mình có sống thì cũng sống, có chết thì cũng chết. Trước mặt tao hôm nay là kẻ thù không đội cho chúng tao. Tiếng Hải.